Một món gỏi đu đủ và bún. Bữa Nam làm món gỏi đu đủ và bún và ốc luộc. Ốc luộc ăn kèm với rau sống và đu đủ trộn và ăn với kim chi mà kim chi chưa làm. Bà con vô ăn nha, ăn kim chi chưa làm đâu. Ăn với anh đẹp trai nè. Anh đẹp trai ảnh ngồi đang ăn nè. Đó, ảnh đang ăn đó. Còn anh này thì ảnh đang uống bia đây. Ồ, ăn bún này ngon quá. Đó. Đó, anh nó đang thiết thế chưa? Còn anh này anh cũng ăn khí thế, anh gấp quá trời luôn. Em đây em chấm muối tiêu chanh. Nước hả mà, nước hả mà. Đang bên kia luôn em. Dê đâu rồi dê?